Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã có điều kiện thay đổi phương thức sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mới. Các mô hình này hứa hẹn giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Hội nông dân xã Tà Lèng, huyện Tam Đường có 9 chi hội với 725 hội viên. Năm 2022, hội được ủy thác 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hội nông dân thực hiện 2 dự án. Dự án nuôi trâu thương phẩm gắn với ủ phân hữu cơ với tổng số vốn là 400 triệu đồng cho 8 hội viên nông dân vay vốn, và dự án nuôi ngựa sinh sản với tổng số vốn là 600 triệu đồng cho 12 hộ vay và thực hiện dự án. Trong năm 2022 thì được sự quan tâm của hội cấp trên thì hội nông dân xã đã được giải ngân 2 dự án, một dự án là nuôi trâu thương phẩm, một dự án là nuôi ngựa sinh sản. Thì trong cái 2 dự án này thì hiện tại đang phát triển rất là tốt. Từ năm 2022 mà các hộ gia đình mà vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân với lại vốn tự có của gia đình thì nhiều hộ gia đình đã phát triển từ 2 con ngựa đến năm 2023 này đã phát triển lên 3 con, mà hiện tại là dự án đang phát triển rất là tốt. Toàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu có 9.477 hội viên nông dân hoạt động tại 13 cơ sở hội. Những năm qua, để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân huyện phối hợp với Hội nông dân các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân sử dụng vốn vay đúng mục đích để xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua thực tế triển khai, Quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành nguồn lực hiệu quả giúp người dân, nhất là các hộ khó khăn, có vốn phát triển sản xuất chăn nuôi, tạo việc làm ổn định, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu. Người dân cũng biết là lập kế hoạch và xây dựng những phương án sản xuất và biết hoạch toán kinh tế để từ đó là đánh giá được là cái mô hình sản xuất là có hiệu quả hay không và biết là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Có thể thấy rằng, từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần xây dựng được nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng hội, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân các cấp.